Tư sư cho hỏi việc thấy chết mà không cứu dù hoàn toàn có khả năng cứu được thì có phạm sát nghiệp hay không? Lấy ba ví dụ thấy người sắp chết ta có khả năng cứu nhưng do ghét người đó quá ta mới nói rằng nó thấy ghét quá cứ để nó chết đi và không cứu người ấy. Thấy người sắp chết có khả năng cứu nhưng sợ khi cứu sẽ bị liên lụy mà quyết định không cứu nữa. Thấy người sắp chết có khả năng cứu nhưng sợ sẽ bị kéo theo làm hại chung và quyết định không cứu nữa, thì ba trường hợp đó có trường hợp nào phạm cái nghiệp sát hay không? Quý vị làm ơn nhớ lại dùm cái năm cái chi phần của cái giới không có sát sanh đó là gì. Chúng sanh có sự sống, biết rõ chúng sanh có sự sống, có ý muốn giết, cố ý giết và chúng sanh chết vì sự cố ý đó. Thì cái sự cố ý đó đó nó mang ý nghĩa là sự ra sức, sự gắng sức, sự làm việc, có nghĩa là phải đi ra hành động. Chứ còn nếu như không hành động thì không được kể là cái sự ra sức. Thành ra nó thiếu chi phần, nó thiếu chi phần. À, ở cái chỗ là mình ra sức không không có ra sức, thành ra nó không phạm giới sát sanh. Tuy nhiên sư nhắc cho quý vị nhớ, không phạm giới không có nghĩa là không tạo nghiệp, không phạm giới không có nghĩa là không tạo nghiệp. Cái việc mà chúng ta thấy chết mà không cứu bản thân nó cũng là nghiệp, thân nó cũng là nghiệp và nó sẽ cho ra quả của nghiệp. Còn cái việc nặng nghiệp nặng hay nghiệp nhẹ khác khác nhau như thế nào đó thì nó tùy thuộc vào cái chủ ý của chúng ta ở cái việc là chúng ta thấy chết không cứu với cái chủ ý gì.